Bài viết ngày hôm nay mình sẽ review viên sủi bổ sung vitamin C Demosana vị tranh giá bao nhiêu? Mua ở đâu? Có tốt không? Xem hết video này để rõ hơn nhé. Đừng quên bấm like, share hoặc comment nếu bạn thấy video này hữu ích. Nếu bạn quan tâm về sản phẩm vui lòng để lại số điện thoại dưới phần bình luận video này nhân viên tư vấn bên phía nhãn hàng sẽ liên hệ lại tư vấn cho bạn miễn phí. Thương hiệu Demosana, xuất xứ Đức, thành phần chứa 80mg vitamin C, công dụng vitamin C tham gia tạo collagen và một số thành phần khác với vai trò tạo nên các mô liên kết ở răng, xương, mạch máu. Do đó, những người thiếu vitamin C thường hay bị sưng nướu răng, chảy máu chân răng. Răng dễ dụng tham gia quá trình chuyển hóa protein, lipid, glucid, tham gia tổng hợp các chất như hormone vỏ thượng thận catecholamine giúp tăng sức đề kháng, hệ miễn dịch của cơ thể bằng cách tạo interferon và làm giảm độ nhạy cảm của cơ thể đối với histamine. Kết hợp với vitamin A và vitamin E tham gia vào quá trình chống oxy hóa, trung hòa các gốc tự do được sản sinh ra từ các phản ứng chuyển hóa. Từ đó bảo toàn các màng tế bào, cách dùng, dùng 2 viên mỗi ngày. Mỗi lần một viên hòa tan với 200ml nước ngon hơn khi uống lạnh, không sử dụng cho trẻ em dưới 4 tuổi, quy cách 20 viên, bạn nên đặt mua sản phẩm trực tiếp từ website nhà sản xuất. Đặt mua từ website nhà sản xuất bạn sẽ được hưởng các chương trình ưu đãi quà tặng kèm cũng như là được giảm giá và đảm bảo mua được sản phẩm chính hãng đảm bảo chất lượng. Các bước mua sản phẩm như sau, click đường dẫn liên kết bên dưới mô tả của video này để chuyển sang website nhà sản xuất để lại thông tin liên hệ chuyên gia bên nhà sản xuất sẽ gọi lại ngay cho bạn để tư vấn chi tiết về sản phẩm sau khi tư vấn xong nếu bạn thấy sản phẩm phù hợp thì xác nhận đặt hàng bạn chỉ phải thanh toán sau khi nhận được hàng tại nhà nếu vẫn còn những thắc mắc về sản phẩm đừng do dự hãy truy cập website nhà sản xuất và để lại tên và số điện thoại liên hệ nhân viên tư vấn sẽ trao đổi giúp bạn giải đáp mọi thắc mắc về sản phẩm lưu ý hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm làm giả kém chất lượng không đạt được hiệu quả thực sự như hàng chính hãng để có thể mua được sản phẩm chính hãng